Lisa bị chỉ trích là tấm gương xấu, còn đâu danh sưng búp bê sống xinh đẹp, khiến các fan học theo những thứ không tốt, con tổ chức không bài bản. Lisa đang cố chứng tỏ mình là Black theo đúng nghĩa đen. Lisa, Blackpink, khép lại thành công tour fan meeting châu Á nhưng gây tranh cãi vì trang phục. Lisa, thành viên nhóm nhạc Blackpink, vừa hoàn thành đêm fan meeting thứ năm tại Hồng Kông, đánh dấu thành công lớn khi toàn bộ vé của tour fan meeting châu Á đều được bán hết. Đây là dự án solo đầu tiên của Lisa và cho thấy sức hút mạnh mẽ của cô tại thị trường châu Á. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đáng ghi nhận, các buổi fan meeting của Lisa cũng vướng phải một số tranh cãi về trang phục. Cụ thể, trong sự kiện có phần thi trang phục, người hâm mộ diện nhiều bộ cánh ấn tượng để thu hút sự chú ý và có cơ hội lên sân khấu cùng Lisa. Một số khán giả cho rằng phong cách này khiến một bộ phận fan mặc đồ táo bạo, không phù hợp với tính chất của sự kiện. Tại Hong Kong, một fan nữ đã tái hiện hình ảnh Lisa trong album Altergo với bộ trang phục bó sát và có nhiều chi tiết cắt xẻ, dẫn đến tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, tại Thái Lan, hai fan nữ cũng từng cosplay Lisa trong trang phục nội y, gây phản ứng trái chiều khi cho rằng hình ảnh này không phù hợp với một sự kiện cộng đồng. Bên cạnh đó, trang phục biểu diễn của Lisa tại fan meeting cũng bị một số ý kiến đánh giá là ngắn và hở hang. Dù vậy, cô vẫn cống hiến hết mình qua các ca khúc như LALISA, Money và Rockstar. Lisa, SN 1997, sinh trưởng trong một gia đình tại Thái Lan. Tuy nhiên, cô lại hoạt động và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc. Người đẹp Thái Lan thuộc sự quản lý của tập đoàn Eager Entertainment và giữ vai trò vũ công kiêm rapper cho nhóm BLACKPINK. Mỹ nhân sinh năm 1997 nhiều lần lọt vào các bảng xếp hạng về sắc đẹp nhờ thân hình cân đối và gương mặt rất ăn hình. Lisa sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt to đẹp cùng nụ cười dạng người. Với người hâm mộ, Lisa được xem là búp bê sống của nhóm. Mỹ nhân 9X sở hữu chiều cao 1,67m, tỷ lệ giữa chân và thân rất hoàn hảo. Thành viên nhóm Blackpink sở hữu vòng eo không mỡ thừa cùng cân nặng 45kg. Dáng vóc mảnh mai nhưng Lisa vẫn có cơ bụng và tóc phong khỏe khoắn nhờ chăm tập gym và vũ đạo. Năm 2020, Lisa đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân châu Á năm 2020 do chuyên trang TCC Asia bình chọn. Một năm sau, mỹ nhân thế hệ 9X được bình chọn là sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2021 do TC Kander bình chọn. Lisa có 97 triệu người theo dõi trên Instagram và là thành viên có lượng người theo dõi nhiều nhất Blackpink. Mỹ nhân 9X ước tính kiếm tới 200.000 đô la Mỹ, khoảng 4,7 tỷ đồng cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội. Cô đang là đại sứ toàn cầu cho các thương hiệu lớn như Celine, Bulgari và Mac cũng như một số thương hiệu ở quê nhà Thái Lan. Sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân với IG, Cô thành lập công ty riêng nhưng vẫn duy trì hoạt động nhóm. Dù những tranh cãi gần đây thu hút sự chú ý, độ nổi tiếng của Lisa không ngừng tăng. Các sản phẩm âm nhạc mới như đĩa đơn Rockstar ra mắt hồi tháng 8 tiếp tục khẳng định vị trí của cô trong làng giải trí quốc tế.